con người ta là cái gì nữa. Ai ai dù chứ ai con nào vậy? Đừng hỏi chưa thôi. Ừ, thằng này nó đĩ vậy. Đã đi ra đi ăn rồi chia tay chia chân với mai còn hỏi con. Đúng, thằng này nó đĩ rồi má. Vô tao nói nha. Tự nhiên mới tới chào thì có chuyến bay chứ. Con. Đâu có chân. Ở chồng rồi con nữa. Chồng nó đi về sớm. Cái này nè, cái này thoải mái chưa? Chỉ được hai bên nè. Sao? Tới cổ sao mà vô đi ra đi ăn rồi sao biết? Hỏi thăm mà còn hỏi con người ta. Nhặt sơ tội em từ mày em á. Chị chơi người ta bị lâu. Mày không có chồng nha. Mình lịch sự mà má, nó lịch sự. Tự nhiên nói anh đi tới xong anh chào em đi về đi. Không mà mai nhìn thấy không thấy lạ. Mai nó vẫn chưa. Nét vẫn không khác nhiều. Nhưng mà nữa nè, rồi nó mới qua đây nó mới nhập high school. Nó bị một phải. Nó qua xong mình.